Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 15 tháng 8 năm 2021 cho biết, Nga đang là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, chiếm 20% doanh số bán vũ khí trên toàn cầu, chỉ duy nhất đứng sau cường quốc Hoa Kỳ, chiếm 37% doanh số. Con số đó đã nói lên rằng vũ khí cũng như thiết bị quân sự của Nga nhận được sự quan tâm cũng như ưa chuộng lớn của rất nhiều nước. Vũ khí mạnh mẽ, hiệu quả cao, giá thành hợp lý. Đó là những lý do khiến cho ngành công nghiệp vũ khí nước này phù hợp với nhu cầu nhập khẩu quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng mới đây, tàu ngầm hạt nhân Orel Lvovska 2 của Nga lại gặp trục trặc, chết máy và bị trôi dạt trong vùng lãnh hải của Đan Mạch. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên lớp tàu này từng gặp phải những sự cố, đã có một sự cố kinh hoàng hơn với lớp tàu này vào năm 2000. Sự việc lần này xảy ra lại một lần nữa làm dấy lên lo ngại liệu tàu ngầm của Nga có thực sự an toàn. Các bạn thân mến, cuối tháng 8 năm 2021, Hải quân Đan Mạch thông báo về sự cố xảy ra với tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Orel của lực lượng Hải quân Nga gặp trục trặc về hệ thống đẩy tại vùng biển Baltic gần thành phố Astrup của quốc gia Đan Mạch. Sự cố này đã khiến Hải quân Nga phải chuẩn bị phương án sẵn sàng cho hoạt động kéo tàu ngầm về. Nhưng may mắn tàu sau đó đã hoạt động trở lại. Chi tiết về vụ việc hiện vẫn chưa được công bố rõ ràng. Trang Jabaren Observer đưa tin như sau, tàu ngầm Orel khi đang di chuyển tàu khu trục tên lửa săn ngầm lớp Udeloy trên hành trình của Phó Đô đốc Ukhalov từ St. Petersburg đến bán đảo Kola thì không may gặp sự cố. Tàu tuần tra HDMS Diana của Đan Mạch cũng tiếp cận và đề nghị được hỗ trợ, nhưng liên lạc bất thành khi không thể kết nối được tín hiệu vô tuyến với tàu ngầm Nga. Thủy thủ đoàn tàu Phó Đô đốc Kulakov cuối cùng đã đáp lời và từ chối khéo về đề nghị này. Tàu HDMS Diana của Đan Mạch sau đó cũng làm nhiệm vụ của mình, hộ tống tàu ngầm Orel. Các tàu ra vào biển Baltic đều buộc phải đi qua vùng lãnh hải Thụy Điển hoặc Đan Mạch. Do đó, các tàu chiến nước ngoài được quyền di chuyển qua khu vực này, theo như quy định quốc tế về việc qua lại không gây sự ảnh hưởng. Nhưng dưới sự hộ tống của Hải quân những nước này, đăng thông tin trên tài khoản mạng xã hội Facebook Hải đội 3 thuộc Hải quân Đan Mạch, đơn vị phụ trách vùng biển ngoài khơi Astrup cho rằng chuyến hộ tống vừa rồi sẽ đi vào lịch sử bởi sự thú vị và cả sự gay cấn của nó khi tàu ngầm hạt nhân Orel Lvovska 2 gặp phải trục trặc với hệ thống đẩy và bị trôi dạt với tốc độ khoảng 1,5 knot, tương đương 2,7 km về phía đảo Cedro. Hải quân Đan Mạch đã đề nghị để được giúp đỡ tàu ngầm nhưng nhận lại một sự từ chối lịch sự và điều này thật ra cũng không có gì bất ngờ. Sau khi sự cố được khắc phục, tàu ngầm Nga tiếp tục đi về phía bắc đến vùng biển Skagerrak giữa Đan Mạch và Na Uy và không cần đến sự hỗ trợ của tàu kéo. Sở chỉ huy quân đội của Na Uy thông tin cho biết tàu ngầm Orel ban đầu di chuyển trong trạng thái nổi trên mặt nước nhưng sau đó đã lặn xuống biển. Hải quân Nga hiện vẫn chưa có bất kỳ giải thích nào về sự cố trên. Được biết đến là chiếc tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình thế hệ 3 thuộc đề án 949A. Orel được biên chế chính thức vào năm 1993 và là một trong ba chiếc tàu ngầm lớp Oscar 2 hiện vẫn hoạt động trong hạm đội biển Bắc với chiều dài là 154m, lượng dạn nước khi lặn là 16.400 tấn. Đây được đánh giá là loại tàu ngầm lớn thứ tư trong lịch sử thế giới từng được chế tạo, cũng là tàu ngầm với khả năng mang tên lửa hành trình lớn nhất thế giới. Nó chỉ mất vị trí này sau khi Mỹ hoán cải 4 chiếc tàu lớp Ohio vào năm 2007 để mang tên lửa Tomahawk. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa khi lặn là 60 km/h, cùng độ sâu lên đến 500m. Vũ khí chính của Orel là 24 quả tên lửa diệt hạm P-700 Granit. Với tầm bắn 625 km, tốc độ hành trình là 3.100 km/h và khả năng sử dụng đầu nổ nặng tới 750 kg, sức mạnh của chúng còn được tăng lên đáng kể sau khi tiến hành nâng cấp cải hoán vào năm 2017. Theo đó, 24 tên lửa diệt hạm P-700 Granit được thay thế bằng 72 tên lửa hành trình P-800 Onyx và 3 M-14K Cavalier. Đây là hai loại tên lửa hành trình siêu thanh có thể diệt toàn bộ các mục tiêu trên bộ và trên biển với tầm bắn tối đa là 2.500m.
Tàu còn có khả năng mang theo bom hạt nhân nổi chìm hoặc ngư lôi đầu đạn hạt nhân nhằm tiêu diệt tàu nổi và cả tàu ngầm đối phương. Với tất cả những trang bị của mình, tàu ngầm đề án 949A lớp Oscar II này còn được gọi với cái tên là sát thủ tàu sân bay, bởi lẽ nó có thể hạ gục được bất kỳ những chiến hạm nào được đánh giá là lớn nhất thế giới. Được biết, Liên Xô luôn chế tạo những loại vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng với mục đích làm cho những cái đầu nóng của phương Tây phải nhanh chóng giảm nhiệt. Lớp tàu Oscar II cũng là một trong những vũ khí đó và từng được coi là một kỳ quan trong lĩnh vực tàu ngầm vào thời điểm chúng ra đời. Hải quân Liên Xô ban đầu dự định đóng mới 20 tàu ngầm loại này, thế nhưng cuối cùng chỉ có 14 chiếc được đóng, trong đó có 6 chiếc bị bỏ dở, 2 chiếc trong quá trình hoàn thiện nhưng được cho là không bao giờ được tiếp tục. Một chiếc đã bị cho nghỉ hưu lại biên và một chiếc đã từng gặp tai nạn vô cùng khủng khiếp vào tháng 12 năm 2000. Vậy là chỉ còn 3 chiếc hiện đang hoạt động trong biên chế hải quân nước này. Như chúng mình cũng đã chia sẻ từ ban đầu, việc gặp trục trặc của tàu Orel ở lớp Oscar II không phải là lần đầu tiên đã từng có một sự cố kinh hoàng hơn với lớp tàu này vào năm 2000. Theo như thông tin truyền thông ghi nhận được, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, khi đang diễn tập bắn đạn giả trên biển Beringring, bất ngờ liên tiếp hai vụ nổ lớn xảy ra bên trong chiếc tàu ngầm hạt nhân Kursk thuộc lớp Oscar II của Hải quân Nga. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Kursk đã chìm sâu xuống dưới đáy biển Beringring. Hàng loạt biện pháp hỗ trợ ứng cứu đều được tiến hành nhanh chóng, thế nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan hơn. Toàn bộ 118 người, bao gồm thủy thủ và sĩ quan, đã hy sinh. Lần cuối cùng, con tàu nổi lên ở cảng vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Tham gia diễn tập bắn đạn giả cùng Kursk còn hai con tàu khác, một tàu thuộc lớp Typhoon, một tàu K-114 Tula thuộc lớp Delta 4. Ngày 12 tháng 8, lúc 11 giờ 30 phút, một tiếng nổ được phát ra từ phía dưới lòng biển, gần như ngay lập tức, K-141 phát đi thông báo khẩn về việc có tiếng nổ lớn trong khoang phóng ngư lôi. 23 thủy thủ may mắn thoát chết đã tập trung lại vào cùng một khu vực họ cho là an toàn, nhất phần đuôi tàu ngầm. Lúc đó, thuyền trưởng cũng đã rất cố gắng ghi lại tên những người còn may mắn sống sót sau hai vụ nổ liên tiếp. Họ cũng dùng nhiều phương án để thoát ra được bên ngoài. Thế nhưng vì áp suất nước quá lớn, tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Con tàu nhanh chóng bị chìm xuống độ sâu 108m. 23 thủy thủ cuối cùng cũng đã qua đời sau 8 tiếng đồng hồ vì ngộ độc khí CO. Vậy là cuối cùng, toàn bộ thủy thủ đoàn đã hy sinh, một kết cục quá tàn khốc. Có thể vì lý do sợ lộ những bí mật trên kết cấu tàu cũng như những công nghệ chứa trên con tàu tối tân này, Nga đã tự mình làm hết mọi thứ mà không chấp nhận bất cứ một lời đề xuất giúp đỡ nào từ Anh và Na Uy và cả một hạm đội từ Mỹ. Trong suốt hơn 20 năm qua, rất nhiều giả thuyết được đưa ra về tai nạn của chiếc tàu ngầm hạt nhân tối tân này. Nhiều người đánh giá thảm họa xảy ra do lỗi từ phần thiết kế, hoặc cũng có thể Nga đã vi phạm những quy định quan trọng về mặt bảo dưỡng và lưu giữ vũ khí. Giả thuyết khác thì cho rằng tàu ngầm này đã bị một con tàu khác của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển đó bắn nhầm. Hai bên sau đó đã thương thảo để ỉm đi vụ việc nhằm tránh xung đột quân sự xảy ra, dễ đẩy cả thế giới vào những viễn cảnh đen tối. Mặt khác, Ủy ban điều tra của chính phủ Nga lại cho rằng nguyên nhân của vụ chìm tàu chính là do vụ nổ xảy ra khi tàu đang chuẩn bị sẵn sàng phóng thủy lôi vào mục tiêu giả định. Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao Nga, ông Vladimir chia sẻ, một ngư lôi đã phát nổ trong ống chứa ngư lôi thứ tư bởi chất hydroperoxide, nhiên liệu của ngư lôi bị rò rỉ bên ngoài, tiếp xúc với dầu lửa và kim loại gây ra vụ nổ. Việc nhiên liệu bị rò được khẳng định là do ngư lôi bị hư hỏng trong quá trình di chuyển để đưa lên con tàu. Tai nạn của tàu ngầm Kursk là một trong những tai nạn kinh hoàng nhất trong lịch sử hải quân nước Nga cũng như trên toàn thế giới. Với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ cùng với sự việc xảy ra gần đây, con tàu Orel lớp Oscar II gặp trục trặc trên vùng lãnh hải Đan Mạch đã một lần nữa làm dấy lên lo ngại cho nhiều người. Những phương tiện hạt nhân được đánh giá là hiện đại bậc nhất còn có thể xảy ra sự cố. Liệu những chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga cung cấp cho Việt Nam có thực sự an toàn? Các bạn thân mến, chúng mình phải một lần nữa khẳng định rằng tàu ngầm nói riêng cũng như tất cả các loại vũ khí công nghệ cao nói chung quy lại cũng đều chỉ là máy móc,
Đã là máy móc thì chuyện sai sót về mặt kỹ thuật đều không thể nào tránh khỏi 100% được. Những sai sót đôi khi xảy ra từ lỗi của con người, rồi có khi lại là các vấn đề do vũ khí trang bị bên trên con tàu ngầm phát sinh ra. Nói chung mọi thứ đều có thể xảy ra, không thể tính hết được các sự cố. Thế nên, những câu chuyện sự cố như trên thực chất là những việc hoàn toàn hiếm gặp. Có chăng 100 chiếc xe gặp khoảng 1 đến 2 chiếc có lỗi kỹ thuật như vậy và thường là rất nhỏ. Bởi lẽ ngành công nghiệp vũ khí thiết bị quân sự của Liên Xô bây giờ là Cộng hòa Liên bang Nga hiện đại tối tân như thế nào thì đều đã được thế giới kiểm chứng rồi. Không thể có chuyện một quốc gia sản xuất ra những trang bị kém chất lượng hay không đảm bảo mà lại được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng và lựa chọn đến như vậy. Một quốc gia đã từng nhiều năm đứng đầu về xuất khẩu vũ khí trang bị quân sự trên thế giới, hiện nay đang giữ vị trí thứ hai, đã đủ để chúng ta yên tâm về mặt thương hiệu rồi phải không ạ? Chưa kể, nói đến 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam ta ký hợp đồng mua của Nga từ năm 2009, chiếc thứ 6 trong hợp đồng này đã được cắt hết đóng và hạ thủy vào tháng 9 năm 2015, tức là chiếc cuối cùng đến nay cũng đã được 6 năm. Đến nay, chúng vẫn hoạt động vô cùng hiệu quả, chưa có một vấn đề gì xảy ra. Hơn nữa, trong bảng xếp hạng sức mạnh lực lượng tàu ngầm của các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhờ có biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo 636.1 hiện đại do Nga chế tạo này mà chúng ta đừng hoảng đứng ở vị trí số 1. Cũng phải nói thêm rằng, trong khu vực Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất sở hữu lực lượng tàu ngầm có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công và những mục tiêu từ trên đất liền cho đến trên biển bằng việc sử dụng tên lửa hành trình Caliber. Chia sẻ một chút, tàu ngầm Kilo của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bí mật theo dõi, tấn công và tiêu diệt hoàn toàn tàu ngầm của đối phương, đảm bảo nhiệm vụ chống ngầm, bảo vệ cho lực lượng hải quân của ta. Ngoài ra, chúng còn có khả năng sinh sát và tiêu diệt các cụm tàu nổi bao gồm tàu hộ vệ, khu trục, tàu trinh sát kỹ thuật, hàng không mẫu hạm của lực lượng hải quân đối phương, tấn công nhanh vào các mục tiêu đầu não của địch trên mặt đất. Về cơ bản, những thế mạnh và nhiệm vụ mà tàu ngầm do Nga sản xuất sở hữu lấn át hoàn toàn so với các nhược điểm được coi là cản vật của chúng. Chia sẻ như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi phải không ạ? Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video nhé! Đồng thời, hãy cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ tinh thần cho đội ngũ thực hiện video nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!